Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món làm bữa ăn cho ba người, hai vợ chồng và một em với em bé học lớp cấp 1, khoảng 35.000 rất là đơn giản nhưng mà đủ chất. Ở đây mình mua một cái đùi gà như này là 25.000, hai quả trứng 5.000, 5.000 và bát cà muối này khoảng 2.000, một mẩu bí này 5.000, tổng cộng là khoảng 35.000. Và mình bắt đầu chế biến nhé các bạn nhé. Món gà thì mình sẽ làm gà xào xả ớt, bố mẹ ăn được và con nếu mà sợ cay thì mình bỏ một chút phần không có ớt ra để con vẫn ăn được. Trứng, tráng với cả hành và phần xương lọc của thịt gà mình sẽ làm với nấu canh bí và cà muối, bố mẹ ăn cho đỡ ngán. Để bắt đầu chế biến các bạn nhé. Trước tiên thịt gà thì mình mang đi lọc. Các bạn không cần phải lọc quá kỹ đâu, vì phần xương mình sau mình cần nấu canh ấy. Bí ấy, cho nên phần xương có tí xương mà mình vẫn còn có thịt thì mình vẫn gặm được mà. Khoảng 35.000 mà một bữa ăn cho ba người ăn rất là đủ dinh dưỡng. Thế này là mình đã lọc xong rồi, giờ mình đi thái miếng các bạn. Xào xẻ ớt, xả ớt cho nên mình phải thái miếng các bạn. Vì sao mình lại hướng dẫn các bạn làm những món ăn rất đơn giản như thế này? Vì thường ngày mình ăn thường ăn là những bữa cơm với gia đình ấy. Nhiều khi mình cũng không biết là làm bữa cơm như thế nào để cho phù hợp, vừa hợp túi tiền mà con ăn lại đủ dinh dưỡng mà thay đổi món ấy. Nên mình hướng dẫn những món ăn rất là bình dị nhưng mà rất là gần gũi với chúng ta. Và đây hoàn toàn là những món ăn truyền thống của người Việt ấy. Khi mình tạo ra cái kênh ẩm thực này, mình cũng chỉ mong là mình để làm ra những clip này gần gũi với các bạn thôi ấy. Ước mơ của mình là mở nhà hàng và nấu nướng, cho nên mình muốn từng bước mình làm được những món ăn cho mọi người ấy. Đây mình chọn đùi, vì phần đùi heo thì đùi gà thì nó sẽ dai hơn ấy và ăn sẽ có nhiều chất ấy. Nhưng mà nó sẽ hơi béo một chút, còn phần ức gà thì sẽ không béo. Xào xả ớt thì mình lên xào đùi gà. Xả đây các bạn. Xả cuốn đi nhé. Rồi mình cắt những cái lát mỏng. Tùy các bạn dùng nhiều hay ít nhé. Ở đây mình không muốn dùng nhiều vì có trẻ em ấy, cho nên mình không muốn dùng quá nhiều gia vị mà nên mình chỉ dùng ít xả. Ớt cũng vậy, ớt có thể là mình chỉ cho một chút xíu mà mình không cho, nhưng vì là món xào xả ớt nên mình vẫn cho, nhưng mà trước khi bắc ra mình sẽ bỏ riêng ngay cho con mình một chút không có ớt ấy.
nên mình sẽ dùng hai củ sả thôi. Hai củ sả mình mua ngoài chợ chỉ có 1.000 đồng thôi các bạn. Vì là món xào xả ớt cho nên mình không cho gừng cũng được, nhưng mà vì nó thịt gà cho nên tớ sẽ cho một chút gừng các bạn. Còn phần gừng còn lại mình sẽ để mình nấu canh bí. Phần xương gà mình chặt ra và mình cho vào nồi nước như này, cho ít gừng và ít hành lá, và mình đi linh cái nước ngọt để nấu canh bí các bạn nhé. Bí mình gọt vỏ cắt vừa miếng này nha các bạn nhé. Có thể là các bạn bào mỏng ấy, để cho vào canh, nhưng mà mình thích ăn miếng hơn nên mình cắt miếng nha. Trong khi chờ đợi xương gà nhừ, bây giờ mình đi xào thịt gà trước nhé. Bạn cho 2 thìa dầu ăn nha. Xả vào xào trước. Tiếp đến cho thịt gà vào. Cho ít dầu hào vào các bạn nhé. Thìa cà phê bột canh. Một phần hai thìa mì chính. Thịt gà xe nặng như này rồi thì mình cho ít mắm vào. Như này là gà đã chín rồi, trước khi bắc ra mình bỏ bớt một ít gà ra để cho bé ăn đấy. Còn bây giờ mình cho ớt vào để phải lá chanh cho thơm các bạn. Mình
Bây giờ mình tắt bếp làm sao? Khi xương gà mình ninh chín như này rồi, gần ngọt nước này rồi thì mình cho rau vào. Cho một thìa muối vào các bạn. Chút mắm. Bây giờ mình đi chấm trứng. Mình đi chán chứng. Này là xong mình mang ra đĩa được rồi các bạn. Đây là thành quả của mình nhá. Còn có thịt gà xả xả ớt này, canh xương gà nấu với bí này, trứng tráng này, cà muối này.